Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh That's Simon Toy. Thì mấy bữa nay Simon đang rất là có hứng làm video, nên là hôm nay Simon làm một chủ đề video rất là mới. Và Simon quyết định là làm ngoài trời, thoát ra khỏi căn phòng chật chội của Simon rồi. Thì hôm nay Simon sẽ giới thiệu cho các bạn những danh sách mà Simon, đồ chơi mà Simon đang muốn giới thiệu cho các bạn là những món đồ chơi dưới 100.000. Những cái món đồ chơi này dưới 100.000 thì các bạn đang phân vân là nó liệu có tốt không, đúng không ạ? Yên tâm đi, thì Simon sẽ giới thiệu cho các bạn những cái món đồ chơi tốt, đẹp và rất là thú vị. Đặc biệt là nó chỉ dưới 100.000 thôi. Hôm nay ngoài ra thì các bạn nhớ ráng xem tới hết video nha. Tại vì ở cuối video chúng ta sẽ có phần giveaway nữa đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi dạo Vivo City thôi. Và nơi đầu tiên Simon sẽ giới thiệu cho các bạn đó chính là vật đang sale giảm giá của Hamley. Hamley một cửa hàng đồ chơi đến từ Vương quốc Anh, nên là chúng ta sẽ xem trong Hamley đang sale những cái phần gì nha. Đi thôi. Và đây là món đồ chơi mà Simon thấy đầu tiên, đó chính là những chiếc xe của Tomica. Hiện tại Tomica đang được sale với giá là 89.000. Thì chúng ta, đây là một sản phẩm đầu tiên mà Simon thấy là dưới, đạt yêu cầu là dưới 100k mà nó vẫn đảm bảo tiêu chí là đẹp và rẻ đó. Xe Zoom Zoom này hiện tại thì không phải là 89k nữa, mà là tới là 160k cho một chiếc xe Disney và xe Zoom Zoom. Nếu mà các bạn mua 2 để tặng 1 thì giá của mỗi chiếc thì cũng có thể là dưới 100k. Nhưng mà Simon không recommend cái này, nhưng mà Simon thấy đẹp nên mà Simon muốn giới thiệu cho các bạn xem thôi. Ở đây cũng đang có Lego được giảm giá nữa nè. Nhưng mà với tiêu chí dưới 100k của chúng ta thì sao mình đang để ý tới những set Lego này. Những set Lego lắp set màu sắc mà sao mình đã giới thiệu tới các bạn trước đó, bây giờ đang được sale với giá 99.000. Đúng là dưới 100k đúng không nào? Okay. Các bạn nhanh chân lên nha. Sau khi chúng ta đã bắt đầu tham quan những khu được giảm giá của Hamley thì chúng ta sẽ bắt đầu quay lại cửa hàng chính của Hamley nha. Đây là cửa hàng chính của Hamley tại Vivo City. Đây là cửa hàng có 2 tầng nên chúng ta sẽ bắt đầu khám phá thôi. Chúng ta. Sẵn tiện thì chúng ta cũng sẽ đi tham quan những cái đồ chơi Lego khác ở trong cửa hàng luôn nha. Đây là đồ chơi Nexo Knight Star Wars. Để xem có cái gì đang giảm giá 99.000 nữa không. Ở đây cũng có minifinger nữa nè. Thì minifinger thì sẽ mình chỉ offer cho các bạn mua những cái gói minifinger của series 16 về trở về trước thôi. Thì vì những series này vẫn còn giá 89.000 hoặc là thấp hơn. Nhưng mà đối với những cái series Batman ở đây thì đã lên tới giá 109 rồi, nên là sao mình sẽ loại ngay ra khỏi danh sách nha. Ngoài ra thì ở gần quầy tính tiền của Hamley thì chúng ta có rất là nhiều đồ chơi rẻ dưới giá 100k. Thế nên là sao mình sẽ chọn lọc ra xem những cái món nào là dưới 100k và vẫn thú vị nha. Trước tiên là gói đồ chơi của Savory.
Thế là có đồ chơi gồm có 2-3 em thú gì đó ở trong cái túi này. Thì cái túi này trị giá 79k. Cũng khá hấp dẫn. Nó cũng thuộc dạng là blind bag nên chúng ta sẽ không biết bên trong có cái gì đâu. Tiếp theo đó chính là Bully Bag Minion. Đây là túi Bully Bag, ở bên trong có một Minion. Và đặc biệt là những Minion này cũng là những Minion ngẫu nhiên. Còn đây là danh sách các Minion có trong bộ sưu tập nha. Mình hơi khó xem đúng không nè. À, cạnh quầy Lego Classic thì chúng ta có những cái Lego Bully Bag. Đây là những cái Lego Bully Bag rất là nhỏ, hiện tại cũng đang giảm giá nè. Đây là túi Bully Bag Creator con hổ, giá gốc của nó là 159.000 nhưng mà đang giảm giá còn 79k thôi. Wow, cũng là một set khá thú vị cho các bạn. Ngoài ra thì xem mình còn có Lego của Nexonai. Đây là lâu đài di động mini của anh bạn này tên gì xem mình quên rồi. Xem mình đã có set này rồi. Xe máy cày nè. Đây là anh thợ đào mỏ thì phải. Đây là xe đua. Ngoài ra dưới này chúng ta còn có gì nữa không? Một xe Nexonai nữa. Ngoài ra còn có Ninjago. Tất cả đều đồng giá 79.000 và đang được giảm giá. Các bạn nhanh chân lên nha. Trước khi lên lầu 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu tham quan hết những cái phần còn lại, những cái phần đồ chơi còn lại trong hôm nay nha. Simon không phải là tín đồ của búp bê Barbie, nhưng mà Simon cũng giới thiệu cho các bạn là búp bê Barbie này chỉ có trị giá 69.000 thôi. Và có hẳn một bộ sưu tập búp bê Barbie ở đây. Mình cũng khá là xinh, nhưng mà tóc của các bạn này là bằng nhựa luôn. Nên là Simon đang wonder cho các bạn gái, không biết là các bạn có thích những cái tóc bằng nhựa này không. Nhưng mà trang phục và khuôn mặt của Barbie cũng rất là đẹp. Và chất lượng của Barbie thì khỏi nói, đây là Barbie tí hơn. Còn đây là một cái gian hàng khá đặc biệt, đó chính là gian hàng Hamley Recommend. Đây là một những đồ chơi mới mà Simon cũng mới vừa được biết đây thôi. Đây là những đồ chơi gọi là Mini Mixel. Đây là những bộ đồ chơi có những nhân vật, gọi là nhân vật nhỏ xíu tí hơn như một cái pixel như thế này. Và một bộ sưu tập của nó sẽ gồm có một Mini Finger, rồi có tóc, có quần áo cho các bạn thay đổi, giống như Lego Mini Finger mà sao mình hay chơi á. Cái này cũng mặc khá dễ thương đó chứ. Các bạn xem xong tầng 1 thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiến lên lầu 2 thôi. Và đây là lầu 2 của Hamley Toys. Khu vực đầu tiên mà sao mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là khu vực của hãng Playmobil. Hãng Playmobil cũng là một hãng đồ chơi lắp ráp, và sao mình thấy là ở đây cũng có Mini Finger của Playmobil. Wow, một set như vậy của Mini Finger là 249k. Nhưng mà sao mình thấy là cũng có những Mini Finger được giảm giá. Đó là Mini Finger này đây, giảm giá còn 75k thôi. Nhưng mà chúng ta rất là thấy hời đó nha. Ở trong này có một Mini Finger và rất là nhiều phụ kiện đi thèm của Mini Finger này nữa đó. Đây là cô gái của trang trại. Chúng ta có một chú ngựa nữa nè. Và cũng đang được giảm giá 75k luôn. Để xem bên này chúng ta có gì. Bên này tất cả các Mini Finger đều được giảm giá là 75k luôn nè. Chúng ta có có phần đèn và Alibaba hả. Còn đây là chú hề và chú hề tập sự. Wow, tất cả đều được giảm còn 75.000, rẻ đó chứ. Rồi, chúng ta cùng nhau đi tham quan lầu 2 thôi. Xem mình, mặc dù đây không phải là những đồ chơi dưới 100k, nhưng mà đây là những đồ chơi rất là có ích cho các bạn. Đây là những đồ chơi mà tái chế để tạo ra những cái đồ chơi như là hỏa tiễn nước nha. Hình như đây là robot, máy lọc nước.
có rất nhiều robot ở đây. Có robot đi vệ sinh đấy nè. Robot này sẽ có thể sau khi các bạn lắp cùng với một cái bàn chải thì robot này sẽ đi vòng vòng nhà của chúng ta để dọn vệ sinh đấy đó. À, đặc biệt là sân mình đã có robot vẽ nguệch ngoạc này rồi. Robot này nó khá là hay. Khi các bạn gắm những cái viết vào thì robot sẽ di chuyển thành hình vòng tròn và tạo ra những đường tròn màu sắc rất là dễ thương. Lại là đồ chơi dưới 100k đây. Đây là Hot Wheels. Nhưng mà những chiếc xe mà Simon đang cho các bạn xem là những chiếc xe có chủ đề thì sẽ không dưới 100k đâu. Simon sẽ đi tìm những chiếc xe dưới 100k. Nó nhầm nhầm lên thôi. Đây, những chiếc xe này là những chiếc xe Hot Wheels giá 59k. Wow, cũng dễ thương đó chứ. Simon thấy có rất nhiều xe đẹp, nhìn cũng ngầu lắm. Rồi bây giờ Simon đang tiến tới quầy tính tiền của Hamlay ở trên tầng 2. Thì Simon thấy cũng có một vài món đồ chơi nho nhỏ. Và những cái món đồ chơi ở đây thì có rất là nhiều món dưới 100k. Đây là món đồ chơi 59.000. Đó là mini Mixel mà Simon vừa mới giới thiệu với các bạn lúc nãy. Thì trong một hộp mini Mixel 59k này thì có một mini finger thôi và nó được đặt trong một cái hộp. Các bạn mà nào cuộc kiểu nào thì các bạn cũng không biết ở trong đó là mini finger gì đâu. Ở đây trên mình còn thấy những quả trứng khủng long của Mega Block với giá là 99.000. Hình như ở bên trong này sẽ có một nhân vật khủng long hoặc là quái vật. Rồi chúng ta lại tới cửa hàng quen thuộc, đó chính là My Kingdom. Lại có xe 50% nè, nhưng mà để xem sao nha. Chúng ta lại xem mini finger thôi. Ở đây còn mini finger Disney luôn nè. Mini 16 và Tết Nen. Thì mini finger Disney và mini 16 đều là 89k. Gần dưới 100k nha các bạn. Ở đây có Lego Elastic được sale không ta? Quá trời mắc sale này luôn. Tết Nen The Movie nè. Vader, cái set này mình mới vừa mua hôm trước nè. Còn đây là set logo special dành cho ngày lễ tình nhân Valentine. Có gì 100k không ta? Đây là superhero Mighty Macro mà mình lần trước đã giới thiệu cho các bạn. Thì đây là series 2 gồm có những nhân vật mới. Một set như vậy là 399, cũng không đạt yêu cầu nên là mình chỉ cho các bạn xem thôi. Nếu các bạn nào là thần tượng của Pokemon thì các bạn sẽ rất thích cái món này đây. Hay chính là mini finger Pokemon, giá là 99.000. Thì chúng ta sẽ có những bộ sưu tập như sau, gồm có ít kỳ diệu nè, rồng lửa, rồi rùa hỏa tiễn, Pikachu, Eevee, chú mèo xíu lười, rồi chú rồng màu vàng khá là dễ thương. Sao mình quên tên rồi, các bạn nhắc cho mình nha. Cũng khá là lâu sao mình không có mua đồ chơi của Pokemon. Tiền thì sao mình lại thấy những cái món quà 99.000 nữa nè. Đây là những chú khủng long thời tiền sử. Ngoài đây thì chúng ta còn có My Little Pony, cũng có 79k thôi. Các bạn nào thích pet shop không? Little Pet Shop thì cũng có những cái quả trứng 99.000, cũng khá dễ thương. Một quả trứng như thế này chúng ta có thể có những nhân vật như sau. Mini Finger. Các bạn có tắc kè hoa chưa? Tắc kè hoa là của Nhật 99.000, nhưng chỉ là quà tặng thôi nha. Nãy giờ thì chúng ta cũng đã xem kha khá đồ chơi dưới 100k rồi đúng không nào? Thế mình cũng đã mua những đồ chơi kiếm và quay cho các bạn rồi. Nhưng mà bây giờ xem mình cảm thấy đói quá nên là xem mình đi ăn. Nhưng mà tại địa điểm ăn của xem mình thì vẫn có đồ chơi dưới 99k. Đặc
biệt là rẻ hơn 100k luôn, nên là các bạn cùng Simon tham quan nha. Và đồ chơi mà Simon muốn giới thiệu với các bạn đó chính là McDonald's Happy Meal. Simon cũng hay ăn đồ chơi, ăn của McDonald's lắm. Đây là những đồ chơi của sách Happy Meal của tháng này, đó là xì chum. Nhìn xì chum nè, quá trời luôn. Tổng cộng chúng ta sẽ có 8 căn nhà, và mỗi tuần chúng ta sẽ được nhận một căn nhà ở trong bộ sưu tập này. Và chỉ cần mua một set Happy Meal 60 ngàn thôi, chúng ta đã có đồ ăn mà lại có đồ chơi nữa. Đây là set Happy Meal. Hey, vậy là Simon đã vừa giới thiệu xong tất cả những đồ chơi mà Simon thấy là vừa đẹp mà vừa rẻ nữa. Đó là tất cả những cái món đồ chơi mà Simon nghĩ là dưới 100 ngàn các bạn có thể mua được. Và bây giờ là phần quan trọng nhất mà các bạn rất mong chờ đây. Nhân dịp Simon vừa vượt qua mức 1.000 subscriber. Đây không phải là một con số lớn, nhưng mà Simon rất là muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn đã xem channel của Simon và cảm thấy yêu thích channel của Simon. Và Simon sẽ tổ chức giveaway cho ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ, trước khi tới phần thể lệ, chúng ta sẽ xem những phần quà của giveaway là gì nha. Trước tiên thì Simon có đó chính là cái bộ mini mixer gồm 2 mini finger ở trong này. Đây chỉ giá 99 ngàn. Sau đó là 4 phần quà của McDonald's Happy Meal Toy. Thì Simon sẽ có 3 ngôi nhà xì chum, và sau đó thì sẽ có những cái phần quà khác nữa. Tiếp theo là 2 mini finger Pokemon trị giá 99k luôn. Một hộp Lego Last Six màu xanh lá. Chúng ta có gì nữa ta? Lego thì Simon sẽ có tổng cộng là 2 túi Bolibag Creator tắc kè hoa, và một túi Bolibag về Nexo 9. Ngoài ra thì Simon có chuẩn bị cho các bạn là 2 túi mini finger, một cái là của series Disney và một cái là của series 16. Và cuối cùng là Simon có mini finger của Playmobil, cái bản ca sĩ nhạc rock, và một mini finger của Minion. Đây là Minion series 9. Và đây tổng cộng tất cả đây là những phần quà các bạn sẽ đạt được khi tham gia Dark Simon Channel Giveaway. Thì các bước tham gia sẽ như sau. Và đây tất cả đồ chơi trong Simon Giveaway. Thì cách tham gia giveaway này thì các bạn bắt buộc là phải đăng ký channel của Simon. Các bạn nào chưa đăng ký thì nhớ nhấn nút đăng ký dưới này nha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một phần nữa, đó chính là các bạn hãy kêu gọi và chia sẻ channel của Simon. Các bạn có thể chia sẻ nguyên một đường link kênh channel của Simon, hay là chia sẻ những cái video mà bạn cảm thấy là thích nhất để kêu gọi mọi người tham gia giveaway cũng như là đăng ký channel của Simon. Sau đó các bạn sẽ copy đường link trên trang mạng xã hội của các bạn bằng Facebook, Instagram hay một trang nào đó mà có thể kêu gọi bạn bè tới tham gia giveaway của Simon về phía comment ở bên dưới, và hãy chọn một con số mà các bạn yêu thích nhất. Con số này sẽ gồm 3 chữ số từ 1 tới 999. Sau đó Simon sẽ dùng phần mềm random để chọn ra con số thích hợp cho từng món quà. Về kết quả của các bạn nhận được phần quà, Simon sẽ làm ở một video riêng biệt. Chúc các bạn may mắn và nhớ tham gia channel Simon này nha.